Vâng, và buổi mai chúc chào bông, xin chào cả nhà nha. Và hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em có tầm khoảng 500 cây mai đại lộc nha cả nhà. Đại lộc ghép gốc nhớt, gốc nhớt thì còn gọi là gốc mai nhỏ, thì chúng ta gọi là gốc nhớt đó nha cả nhà. Thì cây này á, cái em thấy cái tốc độ phát triển của nó rất là khỏe, rất là mạnh luôn, và cây rất là mập. Đây cả nhà thấy không, nó đang ra đợt non ha. Đây cả nhà thấy không, cái này về chúng ta để cho nó ra một cơi này nữa là cây nó xum xuê và nó ra tàn rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đó, cái này về chúng ta lấy bo và chơi tết luôn nha, cái này chơi tết được luôn nha cả nhà. Thì nhằm để tri ân khách hàng thì ngày mai á, thì bên vườn mai chất chè bông có khai trương một cái cơ sở chuyên cung cấp về mai con quấn rễ và các loại giống mai mới, cho nên là em tri ân khách hàng. Cái cặp này thì em chỉ bán với giá là 140.000 một cặp, và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là mai đại lộc nha cả nhà. Thì cái cánh mai của nó là từ 5 cho đến 49 cánh nha. Thì tất cả các cái cây mai mà ghép á, thì đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Nói chung đế nó cũng đẹp, nhưng mà tại vì cái này là chưa không có thời gian, cho nên là em không có moi cái đế lên thôi. Chứ thực ra cây nào nó cũng có cái bộ đế uốn rễ xử lý đế rất là đẹp nha. Đây thì cái cây nó như thế này nha, cây cao tầm khoảng một gang tay của em hơn ha, một gang tay của em trở lên. Thì cái lô này em bán với giá chỉ là 140.000 một cặp thôi, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, cây rất là xum xuê nha cả nhà. Nhằm để tri ân khách hàng thì em giảm giá chỉ còn 140.000 một cặp thôi, đồng thời sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây, ai thích thì liên hệ bên vườn mai chất chè bông nha. Mai của em rất là tốt và cây rất là phát triển rất là mạnh luôn nha cả nhà. Đây, em sẽ cho cả nhà xem đây. Nó đang ra đọt non rất là nhiều luôn nha. Cái này về chúng ta để ra một hơi nữa là cây nó xum xuê luôn á, thì chúng ta lấy bo và chơi tết thì rất là ok luôn. Đây cả nhà thấy không, cây rất là phát triển nha, cây rất là sung luôn. Rồi đây, em sẽ quay cho cả nhà xem ha. Cây rất là ngon luôn nha cả nhà, chỉ 140.000 một cặp thôi, vậy em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Em ship từ 2 cây trở lên ha. Ai thích thì liên hệ bên vườn mai chất chè bông nha. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà.